Vài tháng sau khi bác qua đời, nhà báo kiệt xuất, sử gia nổi tiếng người Pháp Jean Lacouture đã có riêng một bài phân tích di chúc của người. Ông viết, di chúc với lời lẽ không thể bắt chước được. Trong đó, điều lớn lao hòa trộn với tình thân mật, cái mạnh bạo hòa với lòng nhân từ, cá nhân hòa với tập thể, khiến ta ngưỡng mộ nhân cách và thế giới quan của người. Với giáo sư sử học Pháp Daniel Emery, bản di chúc thể hiện một cách nhất quán khát vọng suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là hành trình đấu tranh vì độc lập, tự do, hạnh phúc và phát triển cho dân tộc Việt Nam. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong di chúc như vậy. Cách diễn đạt của người dễ hiểu, nhưng ý tứ vô cùng sâu sắc. Hành trình đi tìm đường cứu nước, lãnh đạo nhân dân giải phóng đất nước của người đã trải qua nhiều khó khăn gian khổ, nhưng đã thành công và người dường như vẫn luôn đồng hành cùng nhân dân Việt Nam. Trong di chúc, người đã để lại những lời dặn dò, những kế hoạch, mong muốn xây dựng tương lai cho đất nước của người. Bản di chúc khiến ta cảm động, ta thấy trong đó con người của Hồ Chí Minh. Còn ai có thể tuyệt vời hơn Hồ Chí Minh? Dù bác gọi là mấy lời để lại, nhưng di chúc của người đã được công nhận là bảo vật quốc gia vì hàm chứa những giá trị sâu sắc và vượt thời đại. Thế hệ trẻ hôm nay cũng dành thời gian tìm hiểu để khám phá thêm những điều còn ẩn giấu sau văn bản đặc biệt này. Trong di chúc của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng khoảng 1.000 từ nhưng đã được cân nhắc chỉnh sửa cẩn thận. Điều này thể hiện điều gì ạ? Trong cái di chúc này chúng ta mới thấy rằng là bác có rất nhiều cái chỉnh sửa. Bác cân nhắc từ nào cho nó thật phù hợp, cho nó chuẩn chỉnh. Tôi lấy một ví dụ, trước đây bác có lúc bác viết là phải đi gặp cụ các Mác, cụ Lenin. Sau này bác mới sửa lại là tôi sẽ đi gặp cụ các Mác. Phải đi gặp nó nặng lắm nhưng sẽ đi gặp, chuyện nó bình thường. Hoặc là trước đây bác viết là 70 tuổi. Nhưng sau này bác tìm một cái từ nào đó nó tươi trẻ hơn thì bác gọi là 70 xuân. Chữ xuân phản ánh được cái niềm lạc quan, cái niềm tin tưởng tới tương lai. Có cơ hội tiếp xúc được với các nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước, được lắng nghe những phân tích, tôi thấy hiểu rõ hơn về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi đọc di chúc của bác rất là xúc động, khó để nói thành lời một cái cảm giác trong tim mình. Bác lo cho nhân dân đến phút cuối cùng. Cái lo của bác thì đúng, mình cảm giác là mình biết ơn vì nó quá vĩ đại. Và mình được sinh sống, sinh ra trong hòa bình đến bây giờ thì đúng là mình tự hào biết ơn bác. Thật tự hào khi tâm hồn cao đẹp của lãnh tụ Hồ Chí Minh đã khơi gợi lý tưởng cách mạng của một bạn trẻ người Anh, gắn kết anh với đất nước Việt Nam. Khi chuyên sâu vào việc nghiên cứu về Hồ Chí Minh, tôi đọc di chúc và thấy được những lời căn dặn quan trọng của người dành cho đất nước. Và thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo đất nước hiện nay chính nhờ thực hiện nghiêm túc những lời dặn dò đó. Chính đất nước Việt Nam và Hồ Chí Minh đã thôi thúc tôi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Anh. Tôi thấy người dân ai cũng kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi cũng kính trọng và gọi người là Bác Hồ giống như người dân Việt Nam. Người chính là nguồn cảm hứng lớn lao đối với những người cộng sản trên thế giới.